Ngưỡng cửa hào môn, tác giả nhà văn Lê Quyền, tập 8. Hôm sau cũng là Trung đưa cô đến nhà bà Phấn vào buổi tối khi bà từ cửa hàng về. Cũng đã ngoài 8 giờ rồi mà ông Đằng cũng chưa về. Cúc hỏi bà Phấn cho có lệ. Ba thường hay về trễ lắm hả mẹ? Cũng có khi ở lại xưởng luôn á, nếu như hàng gấp. Bà ngồi xuống nhìn Cúc nói chuyện không có danh xưng. Mục đích hôm nay đến đây làm cái gì? Con bị đuổi khỏi nhà họ Phùng rồi nên không có đến thăm mẹ được sao? Ta cũng không còn là người họ Phùng, nên chuyện nhà họ Phùng ta không có quản. Mẹ không có quan tâm gì về cái sự mất tích của anh Chương sao? Quan tâm thì được cái gì chứ? Vợ chồng ta có đến mấy lần để bàn bạc với bà già, muốn báo công an để họ vào cuộc phụ truy tìm hung thủ, nhưng bà ta không cho. Có khi nào hung thủ bắt cóc chính là bà ta không? Mẹ nói lạ, bà nội bắt cóc cháu mình để làm cái gì? Cô không hiểu nổi bà ta đâu. Đây là một người thâm độc, không phải dạng dừa. Những việc bà ta làm người thường không có thể đoán trước được. Nhưng cho dù thâm độc đến đâu cũng không có thể hy sinh cháu ruột của mình được, huống chi anh ấy là mạng sống của bà. Phải, bà ta sẽ không có làm tổn hại cháu bà, chỉ là gài bẫy để loại dần những chướng ngại cản trở con đường tiến của cháu bà ấy mà thôi. Mẹ càng nói con càng thấy mơ hồ. Chẳng lẽ bà cũng loại trừ cả con sao? Bởi vì bà ta nghĩ cô đã phản bội thằng Chương rồi. Nhắc đến cái chuyện này mới nói, mục đích hôm nay con đến đây chủ yếu là để hỏi mẹ ai đã đưa cho mẹ những tấm hình đó. Thật sự ta cũng không biết. Cô tin hay không thì tùy. Mới sáng sớm mở cửa ra, cô đẹp đã phát hiện ra một phong bì dày ở ngay cửa, mở ra là vậy đó. Mẹ có tin không? Ta không muốn phán xét nên giao lại cho vợ chồng nó tự định đoạt. Vợ chồng thôi mà, phu thê, y nhờ y phục. Thích đó thì mặc vào, không thích thì để đó hoặc quăng bỏ cũng được. Họ đã có con với nhau rồi, vậy có tàn nhẫn không? Bà Phấn bỗng lớn giọng. Chuyện đó phải hỏi cô. Biết người ta đã có con và bản thân cô cũng vậy, sao cô còn quyến rũ nó làm cái gì? Cô lợi dụng tình cảm của nó trước đây dành cho cô mà muốn tuồn vàng ra ngoài, không thấy xấu hổ với nhà họ Phùng đã xem cô là dâu con à? Mẹ nói lạ thiệt á, việc gì con phải làm vậy chứ? Nói như thế nào thì quốc bảo cũng là của chồng con, của chồng con thì cũng như của con. Nếu hai chúng con không có còn thì cũng của con, ai giàu giành giật được, việc chi con phải tuồn vàng ra ngoài chứ? Sống bao nhiêu năm nay rồi, ta biết điều gì cũng có thể xảy ra, hạng người nào cũng sẽ có. Cô đóng kịch giỏi cách mấy cũng đến lúc phải hạ màn thôi. Bà Phấn đứng dậy đuổi khách. Thôi, nói nhiều đó đủ rồi, bây giờ về đi để ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Chuyện đám trẻ các ngươi thì hãy tự giải quyết với nhau, đừng có phiền đến người lớn. Cúc bước ra khỏi nhà, tự nhiên nhớ đến người đàn bà giả làm mẹ Chương đến mạ lị cô, hòng ngăn cản đám cưới. Người đó là ai và hành động theo sai khiến của ai? Cúc thở một hơi dài, bà Hoàng Phấn sang trọng kiêu sa kia, ẩn sâu bên trong khuôn mặt diễm kiều đó là con người như thế nào? Cúc còn phải gặp một người nữa, là ông Đằng. Trong gia đình ông Đằng, chỉ có một mình ông là cô đặc biệt kính trọng. Cả đêm, Cúc cứ thao thức mãi. Cô nhìn không ra bà Phấn có ý đồ xấu với Chương. Cô tức mình, sao dễ dàng bị phủ đầu khi chưa kịp hỏi vì sao và ai đã thị thiền cho mẹ con tự đến vạch mặt cô thì đã bị bà ta đuổi về. Tại sao bà Phấn lại nghĩ là do chính bà nội đã sắp xếp chuyện Chương bị mất tích? Hay là vì bà không có trình báo với chính quyền? Cả khi nhà trường đến tìm, bà cũng nói anh đi thu mua vàng ở xa.
Bà không có sợ sau này công an sẽ buộc tội mình bưng bít sự thật để thời gian kéo dài càng nguy hiểm cho Trương sau. Cho nên, bà Phấn có lý do để nghi ngờ bà nội cũng hợp lý. Không ngủ được, Cúc điện thoại nói với Lệ suy nghĩ của mình. Lệ im lặng hồi lâu rồi chậm rãi trả lời cô. Em thử nghĩ động cơ nào để cho bà nội làm như vậy với cháu của mình. Không thể có động cơ nào cả. Tuy chị cũng không hiểu lắm vì sao bà không có báo công an, nhưng chị tin bà có lý do của bà. Hậu bối như mình không có nắm bắt được hết nếu bà không có muốn nói. Đây là ý của bà Phấn, nên chị nghĩ em cứ nói thật với bà tất cả những gì chính em tai nghe mắt thấy. Có như vậy, bà mới dạch cho em đi đúng đường. Được, em gọi ngay cho nội đây. Ba đứa nhỏ sao rồi chị? Em nhớ tụi nó quá. Cô Thành mấy ngày đầu đêm nào cũng khóc, nhưng bé Hiên dỗ dành và ba chị em ngủ chung, nay thì cũng tạm ổn rồi. Mọi người nói em đi đem tiền thêm cho ba nó mua hàng, nên Hiên cũng không có thắc mắc gì. Bà nội nghe Cúc kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra từ lúc cô dọn đi và nội dung hai cuộc gặp gỡ này. Bà cười trong điện thoại. Kệ nó, tha hồ cho nó giỏ đoán. Trong cuộc chiến thì phải có kẻ tấn công, có người phòng thủ. Con cứ tiến lên, bà sẽ ở lại phía sau con, sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho con có nơi quay về. Cúc cảm thấy yên tâm. Cô nghĩ phải tỏ ra là mình đã tệ hại đến mức này, không còn có thể tệ hại hơn nữa để những kẻ trong diện tình nghi lơ là. Nhưng thật lòng mà nói, hiện giờ cô cũng chẳng biết nghi ngờ ai. Cúc điện thoại hẹn ông Đằng và ông nhận lời gặp cô tại xưởng vàng. Cô định chiều sẽ đến thì buổi trưa Tôn tìm cô ở cửa hàng số 7. Cúc gọi Tôn vào phòng khách. Tôn có vẻ ngại ngùng khi đối diện cô. Cúc phủ đầu trước. Anh tìm tôi để năn nỉ tôi bỏ qua cho mẹ và chị anh sao? Anh nghĩ rằng tôi tin vợ anh cho người theo dõi chụp hình để bôi lọ danh dự của tôi sao? Anh biết bây giờ nói gì với em cũng bằng thừa. Anh đã từng hứa với em sẽ không có để em dính vào bất cứ cái thị phi nào, nhưng anh đã không làm được. Đến giờ anh cũng chưa hiểu được mẹ vợ của mình muốn gì và bà đã làm gì. Nghe nói hôm qua em tìm Hồng Hồng để giải thích với cô ấy. Theo anh, không có việc gì phải giải thích. Thanh giả tự thanh thôi. Họ nghĩ tôi mang thai của anh thật sự hay họ muốn tạo nghi ngờ cho bà nội để bà không tin tưởng tôi nữa. Nếu đúng vậy thì họ đã tội nguyện rồi đó. Tôi đã bị tống cổ ra khỏi nhà họ Phùng. Con cũng không có gặp được. Gia đình anh đã hại chết tôi mà. Anh phải làm gì để bù đắp cho em đây? Em nói đi, bất cứ giá nào anh cũng sẽ thực hiện được. Bất cứ giá nào sao? Phải. Nói được thì làm được đó. Đúng vậy, hãy tin anh. Có hai chuyện, chỉ cần anh thực hiện được một trong hai chuyện là đủ. Em nói đi. Thứ nhất, tìm Trương về đây cho tôi. Anh đã luôn luôn đi tìm từ lúc nghe tin tới nay, nhưng lực bất tòng tâm rồi em à. Không phải vì em mà anh đi tìm đâu. Ba luôn kêu anh để mắt tới. Vì Trương là sự sống còn của Quốc Bảo, không thể mất tích đột ngột như vậy. Bà nội không có báo chính quyền, có thể bà đã biết tin tức của Trương rồi, nhưng vẫn giấu vì nguyên nhân gì thì không ai biết được ngoài bà cả. Cũng có thể Trương chưa từng bị mất tích mà đang thực hiện kế hoạch gì đó của nội cũng nên. Xàm xí, anh ấy có thể bỏ việc giảng dạy của mình sao? Nếu như có kế hoạch bí mật, anh sẽ tìm lý do xin nghỉ dài hạn, việc gì phải gây xôn xao dư luận chứ. Em thật là ngây thơ, khi chính thức là chủ tịch tập đoàn vàng Quốc Bảo rồi, anh hai còn thời gian để đi dạy sao? Dạy học là tâm huyết của ảnh, nên ảnh đâu có thể nào dạy cho có hình thức được. Anh hai sẽ nghỉ việc, em tin anh đi. Vậy tại sao ba mẹ không có báo công an? Ba mẹ cũng là ba mẹ của ảnh mà. Ba mẹ bằng danh xưng thôi em à. Theo anh thấy, không ai coi nhau như ruột thịt hết. Bà nội đã quyết định vậy thì cứ kệ bà ấy đi. Em hãy nói chuyện thứ hai đi, để anh cho em coi có thể thực hiện được không. Chuyện thứ hai là anh hãy trả lại cho tôi người chồng. Tôn bật người ra ghế, vừa cười ha hả vừa nhìn cô ngạc nhiên. Em nói chơi à? Tôi không có thời gian mà nói chơi. Tôi đã đến nước đường cùng rồi. Nhục nhã ê chề, tệ không thể tệ hơn nữa. Bị tống cổ ra khỏi nhà họ Phùng, chờ sinh đẻ xong, nếu xét nghiệm là con của Trương thì phải giao con cho họ rồi biến mất khỏi tầm mắt của họ. Tuyệt đối không được lai giảng thăm con. Anh thấy có quá tàn nhẫn với tôi không?
Vậy em muốn anh làm cái gì? Hai đứa kia tôi có thể cho họ, nhưng đứa này phải bên cạnh tôi. Bằng mọi giá, tôi phải nuôi dưỡng nó thành người. Bao lâu nay tôi cứ nghĩ bà nội thương tôi thật lòng thật dạ, nhưng không ngờ bà chỉ coi trọng huyết thống nhà bà, còn tôi chỉ là cái máy đẻ cho gia đình bà thôi. Trước đây có Chương bảo vệ, bây giờ không còn anh ấy nữa, thì tôi phải tự bảo vệ cho mình. Chương mất tích, bà ta không có trình báo vì sợ tôi đương nhiên thừa hưởng tài sản chồng để lại. Bây giờ, bà ta có thể lấy lại tất cả những gì đã cho anh ấy. Tôi sẽ không để bà tội nguyện. Chính tôi sẽ báo công an truy tìm tung tích Chương, ngăn chặn bà tóm thu tài sản về tay. Anh đừng có nghĩ rằng bà sẽ cho ba mẹ anh. Bà có thể cho từ thiện, cũng có thể cho những người con có ông ba, em rể của ông nội. Tất nhiên là phần của các con tôi vẫn phải có. Tôi sẽ chính thức ra mặt lấy tài sản của chồng danh chánh ngôn thuận vì chúng tôi có hôn thú. Vậy liên quan gì tới anh? Anh phải tìm cho ra kẻ chủ mưu xúi dục mẹ và chị anh quậy phá. Điều này nằm trong khả năng của anh. Để tôi coi, thật sự là có người ám hại vợ chồng tôi hay là do bà nội một tay che trời? Em đấu không lại bà nội đâu. Cái tôi có là thời gian, bà không có. Đã đi đến nước này tôi không có thể quay lại được nữa. Nếu anh sẵn sàng hợp tác với tôi, thì sau khi lấy được tài sản rồi, tôi sẽ để ba đứa con trong đó có bé Hiên ở lại gìn giữ quốc bảo, hoặc nếu như chúng không có thích tranh đua trên thương trường mà chỉ muốn làm những cái việc mình thích như ba chúng đó, thì tôi có thể bàn giao cho ba mẹ. Tôi sẽ đưa đứa bé này đi xa, có thể ra nước ngoài để không ai biết mình. Anh vẫn còn thích tôi phải không? Vậy anh có muốn cùng với tôi đồng hành cả cuộc đời còn lại không? Em có nông nổi không, Cúc? Tôi đã suy nghĩ rất chín chắn nhiều đêm liền mới đưa ra quyết định này. Tôi không phải là Phật, cũng không có lòng vị tha to lớn như trong phim ảnh đâu. Có ân tất báo, có thù tất trả. Anh có thấy ở dưới quê tôi đối xử với Phóng ra sao rồi đó. Tại sao tôi đã bị mất chồng lại còn bị chia cắt tình mẫu tử? Bà nội kia có nghĩ cho tôi không? Bà nói cái thai trong bụng tôi là tạp chủng, bởi vì chị anh trước khi ra về còn để lại một câu, dù là con của ai thì cũng bị kẻ khác thêm tay thêm chân. Quá sức tưởng tượng của tôi rồi anh Tôn à. Nếu anh đồng ý đi với em thì sao? Thì bây giờ anh phải làm cái gì? Tôi đã nói rồi đó. Anh tìm cho ra người chủ mưu chia rẽ tôi và họ Phùng. Tôi hứa với anh sẽ không có vạch mặt họ, chỉ là để biết ai bạn ai thù mà thôi. Tôi không có chấp nhận mình đã quá bụa mà vẫn bị hiếp đáp khinh rẻ đâu. Em cần anh để điều tra, chứ không phải vì có tình cảm với anh à. Tình cảm với anh thì tự trong thâm tâm tôi lúc nào cũng có. Nhưng cần anh điều tra vì cái chuyện này trong khả năng của anh. Tôi chỉ muốn anh góp một chút gì đó trong cuộc chiến của tôi với bà nội sắp tới. Có như vậy, tôi mới tin anh một lòng một dạ cùng với tôi gầy dựng lại một gia đình mới. Chỉ là sợ rằng anh thật ra đã yêu Hoàng Hồng và yêu gia đình của anh mà không có nỡ tách rời thôi. Anh chấp nhận Hoàng Hồng, chấp nhận ở rể là vì muốn luôn được ở gần em. Thú thật, tai nạn xảy ra cho Chương, anh vừa thương em vừa mừng. Hy vọng mình có cơ hội. Vì em, anh sẵn sàng bỏ tất cả, nhà lầu xa hơi, vợ đẹp con ngoan đều không có quan trọng bằng em. Anh hy sinh tôi cũng sẽ hy sinh. Anh hy sinh gia đình, tôi sẽ hy sinh các con. Hãy chờ tôi đánh gục cây cổ thụ quốc bảo, thu gom chút tài sản để sống an nhàn nơi xứ người. Anh cũng sẽ có kế hoạch để tử thủ tiền bạc. Nhưng con em còn quá nhỏ, không có ba mẹ bên cạnh thì sao? Còn bà nội, nếu bà trăm tuổi thì còn ba mẹ tôi, còn chị Lệ nữa. Lệ dù sao cũng là người dân. Chuyện này anh không cần phải quản. Sau khi rời khỏi đây, mình chỉ lo cuộc sống của mình mà thôi. Mặc kệ thị phi, mặc kệ dư luận đi. Thôi, anh về mà suy nghĩ đề nghị của tôi. Có gì thì điện cho tôi biết. Hạn chế gặp mặt để tránh người ta nhìn vô. Tôn về rồi, Cúc vẫn ngồi lại đó. Lâu thật lâu mới chuẩn bị tư thế đi đến xưởng vàng gặp ông Đằng. Cô chưa nghĩ ra mình sẽ nói gì với ông vì cô tin ông ngoài cuộc. Cúc đến thì ông Đằng đã sẵn sàng chờ cô. Cúc chưa ngồi với ông dội mà đi vào xưởng chào hỏi. Những ánh mắt nghi hoặc nhìn Cúc, soi mói tò mò. Họ chào hỏi cô chiếu lệ chứ không có ân cần kính trọng như xưa. Lệ thấy chú Chập kính đáo cười với cô rồi cúi xuống làm công việc không có ngẩng đầu lên chào. Cúc không có nhìn thấy chú Trực. Ông Đằng chờ cô ở phòng khách, vừa ngồi xuống ông đã hỏi. Hôm nay sao con lại tìm ba, có chuyện gì sao? Cúc dè dặt nhìn ông. Ba, con đến xin ý kiến của ba,
Con muốn báo công an việc anh Trương mất tích bà. Con hỏi ý kiến của nội chưa? Con không có hỏi nữa. Bà nội chẳng biết sao cứ giấu nhẹm cái chuyện này. Trương là chồng của con không thể để anh ấy bên ngoài không có rõ tung tích được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đúng vậy, gần 2 tháng rồi. Nếu chết, chắc người dân đã phát hiện ra. Chỉ sợ Trương vẫn còn sống, nhưng bị ai đó khống chế nên không có thể trở về. Phán đoán như bà, vậy là bà nội biết Trương còn sống sao? Lòng dạ của bà sâu như biển, bà đoán không có ra nổi đâu. Không thể nào. Tại sao? Bởi vì bà nội cũng đau khổ hơn bất cứ ai mà ba. Bà đóng kịch đó. Thời gian dài thì sự trở về của Trương càng vô vọng. Một người hết lòng thương yêu cháu mình, sao lại tỏ ra ngoài cuộc như vậy chứ? Chẳng lẽ ba cũng như mẹ, nghĩ rằng bà nội dàn dựng ra cái chuyện này? Ta không có ý đó, nhưng trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bà làm vậy với mục đích gì, động cơ gì chứ? Nếu hiểu được bà thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Thằng Trương từ nhỏ đến lớn ở cạnh bà nội, mà thật ra nó cũng đã hiểu hết bà chưa? Huống chi con chỉ là một đứa con gái nhà quê, chân ướt chân ráo, một bước thẳng vào hào môn, thì hiểu sao nổi người đã từng dùng thủ đoạn mấy mươi năm để làm giàu. Cúc hoang mang. Mấy lúc gần đây sao cô lại hay rơi vào trạng thái hoang mang, là mình không có tập trung đánh giá được đâu là thật đâu là giả. Cả bà nội mà cô cũng nghi ngờ thì làm sao đối mặt với xã hội đầy dẫy chông gai được chứ? Ông Đằng và bà Phấn nghi ngờ bà là có lý do của họ, nhưng cô tin bà, cô nhớ như in câu bà dặn. Không được bộc lộ suy nghĩ của mình với bất kỳ ai, thậm chí khi có thể nói ngược lại. Bây giờ cô hoàn toàn mù tịch, bí lối truy tìm. Cô không nhìn ra ai là người xấu cả, thì nghi ngờ ai bây giờ? Ông Đằng như đọc được những bấn loạn trong lòng cô. Ông cười, nụ cười hiền lành làm tăng thêm phần tính cẩn trong lòng của Cúc. Nhân đây, trước khi cho con ý kiến có nên qua mặt bà nội để báo công an hay không, thì con phải nói rõ cho ta biết bà nội đã giao quyền kinh doanh cho Trương hay chưa, nghĩa là tất cả cơ nghiệp của Quốc Bảo đã sang tên cho Trương hay chưa. Nếu Trương đã đứng tên rồi thì bà sao lại dám đuổi con đi hả ba? Vẫn chưa sao? Bà đã 85 tuổi rồi, đâu thể đứng tên kinh doanh được, phải có người thừa kế chứ. Thì Trương chỉ là người thừa kế thôi, thậm chí chẳng có một tờ giấy ủy quyền trách nhiệm nào. Bà quá thâm độc, bây giờ bà muốn gì nữa? Tuổi già sức yếu rồi, sao còn có thể lăn lóc chốn thương trường? Con thấy đó, mẹ con thì ta không nói, vì bà nội luôn nhìn mẹ con bằng đôi mắt ác cảm. Còn ba cả đời này luôn xem Quốc Bảo là nhà của mình. Bà nội là mẹ ruột của mình, phải hiếu thuận, nhưng bà chưa bao giờ tin ba cả. Không đúng, bà nội luôn tin ba. Mặc dù con có thành kiến với bà, nhưng con biết trong lòng của bà, ngoài Trương ra, thì ba là người tiếp theo được bà tính cẩn. Bà nói trước khi ba lấy mẹ, bà đã định khi ba lập gia đình thì sẽ cho hẳn ba 2 căn tiệm để ba độc lập kinh doanh kia mà. Nói thì dễ, nhưng thực hiện thì khó con à. Bà nội chỉ cần phất tay một cái thì xong việc, nhưng bà không có làm, lúc nào cũng có lý do chính đáng để biện hộ. Vậy ba đã bất mãn bà nội từ lâu rồi hay sao? Không hề, chỉ là ba quá hiểu bà không tin ai ngoài mình cả. Con đừng có thấy bà hề hề rồi tưởng bà hời hợt. Đó là một phụ nữ thâm độc, không phải dạng dừa đâu. Lần thứ hai, Cúc nghe câu nói này từ miệng của vợ chồng ông Đằng. Cô nghiêm túc nhìn ông. Vậy theo ý ba, con có nên báo công an hay không? Con báo đi. Nhưng rồi con sẽ mất trắng không có được cái gì. Sao lại mất trắng? Con là vợ hợp pháp của Trương, lại có con chung với nó. Đừng lo, bà hứa sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi cho con. Hãy mạnh dạn mà làm. Phải dập cho bà ta một cú. Nếu bà ngã gục lúc này thì con đương nhiên thừa hưởng gia tài một cách hợp lý hợp pháp. Tin ta đi. Nhưng thật lòng con vẫn sợ. Sợ là phải, vì con quá hiền lành lương thiện. Trương không còn thì đâu thể nào bà ta buộc con ly dị nó được. Nếu con không nhanh lên, coi chừng bà ta ra tay trước, thì một xu con cũng không có mà nuôi cái bào thai này nó lớn lên. Con yên tâm, ba sẽ dùng sinh mạng để đảm bảo với mọi người đứa bé này là con của Trương,
tránh trường hợp bà ta giở trò trên thai nhi. Được rồi ba, quyết định vậy ngang. Cảm ơn ba đã đứng về phía con. Ngày mai con đi khám thai định kỳ xong rồi, sẽ hẹn ba đi đến đồn công an trình báo. Ba đi với con ngang. Con nên đi một mình thì hơn. Ba phải để cho bà ấy giữ lại lòng tin mới bảo vệ con được. Ba xưa nay không có thích chen vào chuyện tranh đua hơn thiệt. Nhưng đã đến nước này rồi, ba sẽ không có để cho cốt nhục của Chương bị chia lìa đâu. Những đứa con của con không có cha rồi thì sẽ phải được ở bên mẹ. Không có ai có quyền tách ra cả. Bà ấy dù là bà nội cũng không có thể một tay che trời. Chỉ sợ rằng trong thời gian đuổi con ra khỏi nhà, bà đã thay rường đổi cột quốc bảo rồi. Là sao ba? Là bà đã giao nó cho người khác. Không thể nào. Cứ chờ xem đã, không có việc gì vội đâu. Cút ra về, trong lòng vô cùng cảm kích ông Đằng. Bỗng dưng lại thấy trong cuộc chiến này, hình như mình đã đơn độc. Mình đang tấn công mà người phòng thủ không phải là một lòng một dạ với mình. Dù không cho phép mình nghi ngờ bà nội, nhưng sao trong lòng cô lại thấy vô vàn nỗi bất an. Dằn vặt cả đêm, Cúc quyết định lựa chọn tin tưởng bà nội. Phải, bà không có lý do gì để hãm hại Chương. Và nếu thật sự Chương có mất đi, thì bà vẫn còn có hai đứa cháu cố là cốt nhục của họ Phùng. Họ Phùng không có tuyệt tự, thì cớ gì bà phải giả đò để tống cô ra khỏi nhà được. Những điều bà dạy bảo không phải là luôn hợp lý sao? Ông Đằng từ trước tới bây giờ không hề làm gì mất lòng bà. Luôn luôn hiếu kính với bà, sao lời nói về bà hôm nay có vẻ gay gắt vậy? Cúc không tin, không một chút nghi ngờ ông Đằng có dính líu đến vụ này. Cho dù đây là âm mưu quỷ kế của bà Hoàng Phấn, thì ông cũng là người ngoại cuộc. Có thể, đứng trước hiện trạng này, ông cũng quá bức xúc mà nói những lời xúc phạm nội. Hay là xuất phát tận đáy lòng ông luôn có nỗi uất ức không thể giải bày. Cúc buồn quá. Cô yêu Chương và làm vợ anh là đúng. Tình yêu đó theo thời gian lớn dần hóa thành tình yêu bất tử. Bao nhiêu năm nay, cô ngập chìm trong hạnh phúc mà chưa bao giờ tiên liệu được khi không có Chương bên cạnh. Cô phải làm sao? Bỗng nhiên Cúc thèm trở thành một bà Chương bán bánh ít. Lúc đó kiếm tiền lời để sống, thậm chí có khi cùng cực phải giật gấu giá vai, cô cũng cam lòng. Miễn chồng vợ bên nhau, giàu sang mà chi, tiền muôn bạc dạng làm gì, để phải chia cắt mỗi người một nơi, phải ngày đêm lo lắng kẻ rình rập hãm hại mình. Cúc liều, ba bảy cũng liều. Cho dù bà nội có là người như thế nào, thâm độc không phải dạng dừa, nhưng cô luôn mặc định rằng con người ta, dẫu có tàn tệ với ai, cũng không có bao giờ tàn tệ với ruột rà máu mủ của mình. Mà bà nội, theo cô biết, sau mấy năm chung sống, là một người có bề dày nội tâm. Bà thương yêu Chương là sự thật, tin tưởng cô là sự thật, và có tấm lòng bao dung nhân ái cũng là sự thật. Bà đã từng nói, mỗi lần tạo phúc là một lần nhận phúc báo. Tạo phúc càng nhiều, phúc báo càng lớn. Có thể tiêu trừ được phiền não. Những người như bà, nếu không chọc tới, bà sẽ không ra tay. Ở đây, bà đã tuyên bố bắt đầu cuộc chiến và phái cô làm tướng ra trận tiên phong. Tại sao cô lại nghi ngờ về những lời gièm pha mà cô cho rằng có căn cứ chứ? Nghĩ vậy, cô điện thoại cho bà nội, kể tất cả cho bà nghe. Tiếng bà cười khì trong máy. Theo lời nó đi con, cũng đã đến lúc hạ màn rồi. Cúc yên tâm, cô dự định hai ngày sau sẽ đi trình báo công an. Tùng điện hẹn cô ra ngoài. Cúc nói anh cứ đến cửa tiệm số 7 gặp cô. Tùng nói anh đã dặn hỏi mẹ và chị mình ai xúi giục họ, thì họ khăng khăng một mực rằng thấy bất bình nên muốn bắn chửi Cúc một phen cho nó đã cái nư, ghét bỏ trước giờ và làm cô mất lòng tin từ bà nội, chứ họ không có biết chuyện gì. Tùng gọi điện hẹn cô ra ngoài. Cúc nói với anh cứ đến cửa tiệm số 7 gặp cô. Tôn nói anh đã dặn hỏi mẹ và chị mình ai xúi giục họ, thì họ khăng khăng một mực rằng
thấy bất bình nên muốn mắng chửi Cúc một phen cho đã cái nư ghét bỏ trước tới bây giờ và làm cô bị mất lòng tin từ bà nội, chứ họ cũng chưa có biết chuyện Chương bị mất tích. Cúc bĩm môi không tin. Cô hỏi Tôn vì sao họ có những tấm hình đó, là ai đưa cho họ. Cúc nhìn ra được cái vẻ ngập ngừng của anh. Một lúc sau Tôn mới trả lời. Là anh cho họ xem. Ý anh muốn nói là họ hãy ở bên dưới nhà, đừng có thường xuyên lên đây, vì bên vợ anh đã bắt đầu nghi ngờ anh rồi, nhưng bị họ lấy cắp rồi đem đến gặp nội. Sau khi gặp thôi rồi, Hồng có nói gì với anh không? Cô ấy lạnh nhạt ra mặt, chiến tranh lạnh luôn, nhưng anh không có quan tâm nữa. Bây giờ anh chỉ mong sống ngày được ở bên em thôi. Hãy chờ tôi. Anh sẽ chờ, bao lâu anh cũng chờ. Cúc tiễn Tôn ra khỏi cửa, anh ta nắm lấy tay của Cúc, cô vẫn để yên. Cúc buồn cười, mình làm như vậy, lỡ như Tôn vô tội, có phải cô đã kéo theo anh vào cuộc hay sao? Mặc kệ đi, cứu chồng trước cái đã. Cúc liếc qua bên kia đường, Tự đang lấp đó sau cây cổ thụ, tay lăm lăm cái điện thoại. Thoáng thấy Cúc nhìn, ả nấp vào cái cây, nhưng thân hình đồ sộ của cô ta vẫn không qua mắt được Cúc. Cúc bực bội rủa thầm trong bụng. Và sau đó cô đến đồn công an để báo về tình trạng của Chương. Điều không ai có thể ngờ nổi, trước khi tiếp nhận điều tra của công an, bà nội đã phát lương bồi thường 3 tháng cho các nhân viên và tuyên bố ngừng kinh doanh, đóng cửa toàn bộ các tiệm vàng Quốc Bảo, kể cả xưởng vàng cũng niêm phong. Có nghĩa là bà nội đã xin phép ngừng kinh doanh ngay sau khi chuyện xảy ra cho Chương 5 ngày. Đến nay mới có quyết định cho phép của ngành liên quan. Như một cú đánh trời giáng vào đầu gia đình Phạm Đằng. Trong một đêm, tất cả 4 người đều bị mất việc. Thậm chí họ không kịp tẩu tán một phân vàng ra khỏi tiệm. Vợ chồng Phạm Đằng tức tốc đến gặp bà nội. Ông Đằng vẫn điềm tĩnh, nhưng bà Phấn thì lồng lộn lên. Tại sao mẹ lại ngừng kinh doanh mà không báo trước với tụi con chứ? Tại sao ta phải báo trước? Quốc Bảo là của họ Phùng ta. Muốn tới muốn lui có cần người ngoài góp ý hay sao? Thì ra lúc nào mẹ cũng coi tụi con là người ngoài. Phải, vì các người và ta không có quan hệ gì, ngay cả sự tin tưởng nhau cũng không có, chẳng có loại người nhà nào như thế cả. Vợ chồng con đã không có tin tưởng mẹ sao? Không phải mẹ phán điều gì chúng con đều răm rắp thực hiện sao? Răm rắp thực hiện thì có, nhưng tin tưởng thì không. Ngay cả sự tự nguyện làm việc cho Quốc Bảo cũng không, mà chỉ vì quyền lợi. Điều đó cũng có thể bỏ qua được, nhưng ý đồ thôn tính thì phải ngừng lại và chấm dứt. Mẹ nói cái gì vậy? Nói cái gì thì các người phải tự hiểu chứ, vì các người ở trong cuộc mà. Mẹ nói ám chỉ điều gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tâm cơ của con không có thể đem so với mẹ, nên những lời lẽ cao siêu của mẹ con thật sự không có hiểu nổi. Vậy tốt nhất là đừng có nên hiểu. Bà Phấn ngồi phịch xuống ghế. Con là thật tiếc cho tuổi xuân của mình đã cống hiến cho họ Phùng của mẹ. Để cuối cùng con được cái gì đây? Chưa bao giờ mẹ coi con là người nhà. Trong khi con có anh Bảo vẫn gọi con là mẹ. Thậm chí khi con muốn chọn cho nó một người vợ môn đăng hộ đối, xứng đào xứng kép với nó, mà mẹ không có đồng ý thì con cũng thôi luôn. Trong thời gian mấy năm làm dâu của mẹ, con đã xét kỹ lại rồi. Chưa hề làm cái điều gì sai quấy với mẹ. Nhưng khi con và anh Đằng đến với nhau thì mẹ bên ngoài vui vẻ tác hợp, nhưng bên trong trở mặt không nhìn. Con thấy rất rõ, nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ của anh Bảo, người chồng mà con thương yêu kính trọng, nên nín nhịn mẹ. Con sẵn sàng trả lại cửa tiệm cho mẹ để kết hôn với anh Đằng. Lúc đó con đã biết mẹ không có hề có chút tình cảm nào với vợ chồng con. Mẹ xem anh Đằng giống như một thằng thợ trung thành với mẹ, chứ không phải như con trai mà mẹ nói đâu. Kệ đi, tụi con chấp nhận. Danh xưng cũng được, thật lòng cũng được. Cả gia đình con đã cùng nhau mặc định là chỉ làm việc ăn lương. Không có thèm tơ hào gì đến tài sản của mẹ hết. Việc chúng con chỉ là người ngoài. Thậm chí khi con muốn ra làm riêng, anh Đằng vì thương mẹ, sợ bỏ đi thì không có người trông coi xưởng vàng cho mẹ, nên nhất định không có nghe lời con. Bao nhiêu đó chưa có đủ chứng minh tình cảm gắn bó của gia đình con với mẹ sao?
Bà nội trân mắt ngó bà Phấn, giọng nói ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Đến bây giờ mới có cơ hội bộc phát phải không? Đúng vậy, cô chưa có làm cái điều gì lầm lỗi với ta cả. Nhưng với nhà họ Phùng thì cô đã không tròn. Khi chưa kết hôn với Đằng, cô có biển thủ túi riêng không? Có âm thầm chiếm dụng tài sản của họ Phùng không? Có thật lòng thật giả yêu thương Chương và đối xử với mẹ chồng như mẹ ruột không? Cô chỉ mong Chương đừng có nhúng tay vào quốc bảo, cứ khuyên nó hãy làm những gì nó thích. Bề ngoài là đúng mẹ hiền, nhưng thật ra trong thâm tâm cô nghĩ gì bà già này không đoán ra sao? Nhưng khi thấy bà già này cứ cắn hoài không có buông quốc bảo, cô quay sang chinh phục Đằng vì biết ta tin tưởng nó. Cô hy vọng ta sẽ truyền lại cho nó cơ nghiệp này. Nhưng nói cho cùng, họ Phùng vẫn còn đây thì sao lại để người ngoài thao túng được? Ta có hẹp hò với cô không? Ta cho hắn cô một cửa tiệm tùy cô chọn. Cô đã chọn cửa tiệm thịnh nhất trong các cửa tiệm của ta. Vì sao mà ta lấy lại? Vì cô đã tái hôn mà chồng cô không phải họ Phùng, lại là người ta tin tưởng. Cô chấp nhận trả cửa tiệm lại để kết hôn, làm cho ta cảm nhận được cô đã đi đúng đường. Hạnh phúc gia đình quan trọng hơn tiền bạc. Ngay cả Đằng cũng vậy. Ta luôn tâm niệm rằng khi thằng Đằng nó kết hôn, ta sẽ cho nó một vài cửa tiệm. Nhưng khi nó lấy cô thì ý định đó của ta tắt ngấm. Các người không có hiểu ta thì thôi đi, không có sao cả. Có thể nghĩ ta là một bà già xấu xa, bỉ ổi, không có từ thủ đoạn nào. Nhưng lại không hiểu rằng ta đã giàu quá rồi, không có cần giàu nữa đâu. Giàu mà làm gì khi đứa cháu mà ta thương yêu nhất đã mất đi. Ta ngừng hoạt động để lui về dưỡng già, sống những ngày cuối đời với con cháu là sai sao? Ta nghĩ rồi, các người có thể mở thương hiệu mới cho mình mà. Không phải ta giúp các người tiến lên mà không có dẫm đạp lên tình nghĩa, không mang tiếng phản bội hay sao? Bà Hoàng Phấn nghẹn lời, môi miếm chặt, thở hắt ra nhìn chồng. Thái độ ông Đằng từ lúc vào đến bây giờ không hề thay đổi, vẫn cái nét mặt nghiêm trang, vẫn một mực tôn kính bà nội. Nghe hai người lời qua tiếng lại một hồi, ông từ tốn nói với bà. Mẹ à, mẹ quyết định sao tụi con cũng đồng ý hết, vì có muốn phản kháng cũng không có được. Nhưng xin mẹ cho con biết, vì sao quốc bảo đang kinh doanh thắng lợi mà mẹ lại ngừng hoạt động? Quốc bảo bây giờ không còn chủ nữa, hoạt động được sao? Không còn chủ nữa? Mẹ đã bàn giao cho Chương rồi sao? Bàn giao từ 5 năm trước rồi. Ông Đằng ngẩn người ra, buộc miệng nói những lời tận đáy lòng. Khốn nạn con vợ thằng Chương. Vợ thằng Chương thế nào? Nó nói với các người là không biết ta đã giao quyền kinh doanh cho Chương chứ gì. Nó không biết là phải, vì ta không có tin nó. Chuyện này chỉ có mình ta và Chương thôi. Trong giấy tờ thừa kế sau này điền thêm tên của con nó chứ không có vợ. Vì vợ của nó cũng là người ngoài trong mắt mẹ chứ gì. Đúng thì sao? Mẹ tàn nhẫn không ai sánh kịp. Mẹ đóng cửa quốc bảo chỉ bồi thường 3 tháng lương cho chúng con là đủ sao mẹ? Phạm Đằng, hôm nay cũng tính toán so đo với già này sao? Phải, bởi vì mẹ đã 85 tuổi rồi, và trong tay của mẹ là khối tài sản kết xù của họ Phùng. Mẹ ở không ăn 3 đời cũng không hết. Còn gia đình con sống dựa vào tiền lương làm công của từng thành viên. Mẹ chấm dứt con đường kinh doanh của quốc bảo cũng như cắt đứt mạch sống của gia đình con vậy. Ủa? Đây là chuyện nhà của quốc bảo, chấm dứt kinh doanh là vì không có người quản lý, có gì sai sao? Nếu vậy, các người hãy đưa Chương về đây đi, chừng đó mới được phép yêu sách. Ông Đằng giận dữ đứng bật dậy lớn tiếng. Mẹ cũng thấy đó, trước nay con không có hề xen vô hay ý kiến bất cứ quyết định nào của mẹ. Con không có chỉ muốn yên ổn làm công việc cho mẹ để nhận lương mà dưỡng già. Con đã cống hiến cho thương hiệu của mẹ mấy chục năm trời. Bây giờ bị mẹ thẳng tay đuổi như vậy, mẹ đành lòng sao? Vậy ý các người muốn cái gì? Mẹ vẫn có thể mở vài cửa hàng trong 14 cửa hàng của mẹ kia mà. Ta vừa mới nói xong, cậu không nghe hiểu à? Ta ngừng hoạt động để các người có điều kiện lập thương hiệu mới.
con phải đã quá ưu ái với họ Phạm các người rồi sao? Mẹ nói chuyện mở thương hiệu vàng như trở bàn tay sao? Mẹ biết dù chúng con có dư giả, có tập hợp hết vốn liếng của gia đình, cũng không có đủ sức mở một cửa tiệm. Mẹ nói những lời này không phải hoang đường lắm sao? Ủa? Tiền trong túi các người, người ta sao biết được? Nếu mẹ có ý như vậy, mẹ dám đầu tư vào chúng con không? Không, không phải không dám, mà là không làm. Bởi vì ta đã già rồi, sống nay chết mai mà các con của Chương cũng còn quá nhỏ. Ta không muốn chúng dây dưa vào cái mớ bồng bông này. Đúng là mẹ tàn nhẫn không ai sánh kịp mà. Vậy mẹ có thể cho chúng con vay hay không? Không, vì sẽ không có người thu nợ. Điều gì mẹ cũng không, rõ ràng mẹ muốn cắt đứt nguồn sống của tụi con mà. Ủa, quốc bảo có 14 tiệm vàng, trên dưới cả 100 nhân viên, sao chỉ có gia đình các ngươi khiêu nại vậy? Vì cả đời con đã gắn bó nơi này rồi. Thế ý cậu muốn sao? Lúc nãy con đã nói rồi, mẹ vẫn có thể mở vài cửa hàng trong 14 cửa hàng của mẹ mà. Cậu muốn như vậy à? Được, ta sẽ chịu ý cậu một lần. Hai người về đi. Hai ngày sau, ta sẽ triệu tập một cuộc họp với tất cả các nhân viên của 14 tiệm lại để biểu quyết vấn đề này. Các người có bản lãnh thì hãy vận động họ theo ý mình đi. Nhớ là phải có mặt các nhân viên lớn nhỏ của quốc bảo, kể cả tạp vụ. Nhắn tôn mời thêm mẹ và chị gái của nó tới nữa. Ta mệt rồi, không tiễn đâu. Tại sao lại mời mẹ và chị của tôn? Họ có phải là nhân viên của mẹ đâu. Không có họ thì khỏi cần phải họp. Vậy thôi. Mẹ à, cậu đã biết ta bao nhiêu năm nay mà vẫn chưa hiểu à? Một khi ta đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Vậy đi. Trong lúc vợ chồng ông Đằng đến gặp bà nội thì Tôn cũng đến tìm Cúc. Anh nói với cô: bà nội đã ngừng kinh doanh quốc bảo rồi, em dám cùng anh thử một chuyến không? Thử làm sao? Bây giờ Chương không còn nữa, xem như tờ hôn thú không còn giá trị. Anh cũng sẽ ly dị với Hoàng Hồng. Chúng ta là người tự do, anh có tích lũy một số vốn và chắc em cũng có. Anh làm được các loại trang sức từ vàng, hai đứa mình mở một tiệm vàng được không em? Mở một tiệm vàng, anh nói đơn giản lắm sao? Mặt bằng, giấy phép, thuế, kiểm định, vốn đầu tư, xoay dòng vốn cố định và luân chuyển. Anh có đủ 100 cây vàng chưa mà muốn ra tiệm? Muốn có sẽ có, chỉ cần tư cách pháp nhân, điều này em làm được. Làm được sao? Lúc đó tôi không còn là vợ của Chương nữa, không phải bà chủ quốc bảo thì tư cách pháp nhân là gì ở đây? Thì tranh thủ lúc bà nội chưa có công bố việc Chương mất tích, em hãy ra tay trước đi. Dẫu sao thì bà cũng đã đóng cửa quốc bảo rồi. Em cứ ngồi im như vậy, tiền đâu mà sinh đẻ, tiền đâu mà nuôi con? Anh nực cười à. Nếu tôi có tiền đầu tư mở tiệm vàng với anh, chẳng lẽ tôi không có tiền nuôi con sao? Cùng nữa, tôi xách cái tờ xét nghiệm lại khóc lóc với bà nội xin tiền, không được hả? Em sẽ không có làm vậy đâu. Tôi sẽ làm vậy, bởi vì tôi chán ngán kinh doanh đầy thủ đoạn rồi. Có buôn có bán gì tôi cũng sẽ chọn buôn bán, nhưng những cái thứ tầm thường đủ sống qua ngày, không có phải giá trị bạc triệu như vậy nữa. Anh thôi ký định hợp tác với tôi đi. Hãy cho tôi một tháng chờ xem công an họ giải quyết chuyện này ra sao, rồi chúng ta cùng ra nước ngoài sinh sống. Muốn bành trướng gì thì đến chỗ khác mà làm. Tôi không có thiết tha gì nơi đây nữa đâu. Tôn về, Cúc lại thấy Tự lấp ló sau gốc cây. Cô chẳng hiểu Tự muốn làm gì nữa. Cúc xăm xăm đi ra, Tự tránh không kịp đành phải đứng chịu trận. Cúc hất mặt khinh bỉ nhìn chị ta. Lại dở trò gì đó? Sao cứ rình rập tôi hoài vậy? Mắc mớ gì mày? Đất này của nhà mày à? Tao đứng đây có liên quan gì tới mày sao? Tại sao khi nhìn thấy tôi, bà lại thập thò như vậy? Tôi nói cho bà biết, tôi đã mất cả rồi, không còn gì để mất nữa đâu. Bà cẩn thận coi chừng tôi đó. Mày làm gì tao? Thật tình tôi không có thể nghĩ trên đời này lại có cái hạng người như bà. Đi cho khuất mắt tôi, kẻo không tôi báo công an, bà rình rập tiệm vàng ở đây thông đồng với kẻ cướp đó. Cúc quay lưng vào nhà, không thèm nghe chị ta biện hộ một câu. Buổi chiều, vợ chồng ông Đằng tìm đến Cúc. Mặc dù bà nội đã ngừng hoạt động, cửa tiệm đã niêm phong, nhưng vợ chồng Trung, Loan vẫn còn ở lại để bảo vệ cô. Hay tin ông bà Đằng đến, anh chị Trung, Loan bèn lắp máy ghi âm dưới bàn rồi lánh mặt vào trong.
Cúc mở cửa hông đón ông bà vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, bà Phấn đã dồ dập. Con ở lại đây một mình sao? Vừa nói, bà vừa quan sát căn nhà. Phía trước đã được kéo ngang bằng cánh cửa sắt có khóa lại. Cúc chỉ ở phía sau, không có lên được trên lầu. Phía sau là hai phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và toilet. Bà hậm hực thay Cúc. Bà chủ của tập đoàn Quốc Bảo phải bị gò bó ở nơi như thế này à, thật là bất công. Ông Đằng điềm đạm ngồi xuống bên bà Phấn, đối diện với Cúc. Bà triệu tập cuộc họp tất cả nhân viên vào 2 ngày sau, con có biết chưa? Con chưa có nghe ba à. Chẳng lẽ bà ta không có cho con tham dự sao? Con bây giờ đâu có quan hệ gì với Quốc Bảo nữa đâu ba. Nói bậy, con vẫn là vợ hợp pháp của Dương. Con có quyền tham dự buổi họp, thậm chí có quyền ngồi trên ghế chủ tọa. Bà ta không có thể một tay che trời được. Lỡ như lúc đó bà nổi giận lên, phát ngôn cái thai con đang mang là tạp chủng thì sao? Bà Phấn khoát tay. Thanh giả tự thanh, còn có pháp luật. Chỉ cần chứng minh con và thằng Tôn không có quan hệ gì là được. Muốn vậy, ba mẹ phải giúp cho con tìm hiểu ai đã xúi dục mẹ con bà Lực đến để sách nhiễu con mới được. Có được bằng chứng này thì con có cơ sở để đánh trả lại bà nội. Con dám đánh trả sao? Dám! Bà đã không có nghĩ tình, đã đuổi con ra khỏi nhà họ Phùng rồi, đã chia cắt mẹ con, việc gì mà con không dám làm? Ông Đằng lắc đầu. Con không hiểu bà đâu, tất nhiên không tin những lời chị của thằng Tôn nói, chỉ là cái cớ để bà đuổi con đi khỏi nhà thôi. Mục đích ngừng kinh doanh, gom lại hết tiền bạc vào túi. Bước thứ hai, bà sẽ kêu bán các căn tiệm, sau đó có thể bưng cả nhà về quê an hưởng tuổi già bên con cháu với cuộc sống sung túc giàu sang. Nếu như con còn ở lại, thì làm sao bà ta có tư cách mở cuộc họp? Bây giờ, bà chỉ là vấn đề thôi. Quyền hạn đúng ra phải về tay con mới đúng. Vậy bây giờ, bà dạy con phải làm sao? Ngày mốt họp, nếu bà ta không có kêu con, bà sẽ điện cho con. Con cứ ung dung mà đến, phối hợp với bà giành lấy Quốc Bảo. Chuyện này hoàn toàn có lợi cho con. Gia đình ba không có can dự gì hết. Chỉ mong rằng con giữ được Quốc Bảo kinh doanh như xưa nay để cả nhà ta có nguồn sống về sau. Vậy thôi. Con sẽ phối hợp như thế nào? Con cứ đổ cho bà ta dựng lên cái chuyện bào thai con đang mang là của thằng Tôn thông qua mẹ con bà Lực. Bà Lực đã nhận của bà ta một số tiền lớn để vu khống con. Điều này ta sẽ khiến cho mẹ con bà ấy ra làm chứng đúng y như ý nguyện của con. Trong lòng Cúc gợn lên một sự kinh tởm, nhưng ngoài mặt cô lại giả bộ vui mừng. Được không ba? Lỡ như giữa chừng họ phản phé thì sao? Con hãy giao phó chuyện đó cho ba là được. Ba sẽ giải quyết ổn thỏa. Vậy con nghe lời của ba. Cúc không ngờ, thật sự không thể nào ngờ nổi. Bên trong con người hiền từ đạo mạo của ông Đằng là một kẻ đầy mưu mô thủ đoạn. Cúc đắn đo. Bà nội, vì sao mà nhìn thấu ra được? Cô thật là ngưỡng mộ bà. Cúc đắn đo một hồi rồi hỏi ông Đằng. Vậy ba cho rằng bà nội đã thủ tiêu Chương rồi sao? Không, dù sao Chương cũng là cốt nhục của họ Phùng. Nhưng có thể bà ta đã biết tin của Chương rồi, nên âm thầm xin ngừng hoạt động trước khi khai báo nó mất tích. Bởi vì nếu như khai báo trước thì việc vận hành Quốc Bảo sẽ là của con. Bà ta không có đuổi con đi thì làm sao thao túng được. Nhưng thôi, mọi thứ chỉ là võ đoán. Để hôm họp xem bà ta dở ra những bánh khóe nào. Vợ chồng ông Đằng ra về, Cúc xác định rõ ràng rằng mẹ con của Tự là người của ông Đằng. Chuyện đã như vậy rồi, mấy hôm nay Tự còn theo dõi cô để làm cái gì nữa chứ? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Ngưỡng Cửa Hào Môn, tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Đến đây, Lâm Phương xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 9 cũng là tập cuối của bộ truyện. Cảm ơn quý vị.